một hồi đi. Dạ vâng, mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì Mẫn có giăng lưới nha cả nhà. Lưới này thì Mẫn giăng chắc nãy giờ Mẫn bỏ cái chừng hơn một tiếng rồi đó, Mẫn mới quay lại. Bây giờ thì Mẫn sẽ đuổi cá rồi mình cuốn lưới về luôn. Cả nhà đi với Mẫn nha. Hồi sáng tới giờ là lúc nào trời cũng mưa hết nha cả nhà, nhưng mà bây giờ đỡ hơn hồi sáng một xíu. Hồi sáng mưa lớn lắm, hồi sáng tới giờ là đi tắm mưa không luôn. Giờ đang trong tình trạng là nó kiểu như nó run trong người luôn. Đi khúc được rồi. Khúc này em run. Cá nó chạy. Khúc này em ru luôn trời. À có lây rai. Vẫn cuốn nha cả nhà. Có cá rồi nè. Có cá rồi nè. Cả nhà từng ăn chả cá rô phi chưa? Cá rô phi này mình nạo chả, ăn nó, thịt nó cũng khá là dai nha cả nhà. Ngon lắm á. Mới có xíu thôi mà nó bám rong bám sình rồi cái nè, đã không mạnh nha, hoa phải cười cười luôn á. Kéo lưới khí thế luôn. Ủa là vô cà phê không? Đây được một bạn nữa nè, đây bạn kéo ra vô trong cỏ rồi, cá nó lôi vô cỏ. Ây da, mày gỡ ra mới được. Cỏ mà nó dính vậy đó, nhìn nó y chang cái nhánh cây luôn. Nó dài. Ui chào ơi. Thường thường mình thường thường vẫn hay mang vớ dài, không có vớ cái đó. Cỏ nước mặn này nó đâm ngứa quá. Cá nè, cá nữa nè. Đầu tay lưới á, cả nhà thấy cá nhiều vậy chứ lát nữa cả nhà xuống chỗ kia kìa mới mắc cười. Ít lắm. Nó kéo kìa. Cái này sao không thấy cũng dây vậy ta? Đây.
này về là Mẫn thái ra nữa nha cả nhà. Mẫn thái thịt, Mẫn kho mắm nữa. Mẫn mua một bó rau muống hay hai bó gì đó. Rồi xong rồi mình mua khoảng hai trái cà đó cho mình kho mắm mình ăn. Thì Mẫn thì đó tới giờ Mẫn ít có ăn rau sống lắm, trừ dưa leo chứ cải. Mẫn ăn rau sống thì ăn món như gì ta? Dưa leo nè, cải, cải trong Bách Hóa Xanh hay bán là kêu bằng cải gì ta? Cũng không nhớ là cải gì nữa, nhưng mà cái đầu nó nhỏ rồi lá nó nhìn kiểu như nguyên một bụi nó xanh tươi luôn. Nó cải gì ta, tự nhiên quên tên. Là Mẫn chỉ ăn được loại đó với dưa leo thôi. Như rau muống này lát nữa Mẫn đem về, xong rồi cái Mẫn cũng mặc dù là ăn mắm kho thiệt nhưng mà cũng trụng như là lẩu vậy đó. Không hiểu sao ăn mắm không ngán như cả nhà. Rồi cá nó kéo mắm, mà thích ăn mắm lắm, thích ăn cực kỳ luôn. Cả nhà từng ăn mắm sống chưa? Mắm sống á, bỏ thêm miếng chanh, bỏ thêm miếng ớt, bỏ thêm rau găm vô trộn với con mắm sống á. Nhưng mà cái con mắm sống thì Mẫn ăn con cá sặc đồng mình á, ngon dữ lắm luôn. Nhưng mà cái con mắm sống á, là con mắm mà mình ăn mà nó thơm nhưng mà nó không có vô gió ăn mới ngon nha. Chứ là nhiều con ăn có cảm giác như nó có mùi vô gió vậy. Trời, cá ăn nó sẽ không ngon. Cái chỗ này là hồi sáng là có hai bé văng rồi nha cả nhà, rồi có hai bạn nhỏ văng rồi. Hồi nãy ông Mẫn hỏi á, cái ông nói giờ này ông xách chài ông đi chài. Nhóc cá hết trơn. Lưới này thì cũng rách hết trơn rồi, tanh bành hết trơn luôn. Hồi sáng tới giờ mưa nha cả nhà. Mẫn bắt đầu đi là 12 giờ mấy, giờ này thì 4 giờ mấy luôn rồi đó. Mẫn đi thì trưa tới giờ. Thôi cá bự cá nhỏ mà kéo ghê vậy, kéo mạnh dữ dằn luôn á. Trời ơi, thảo nào đó, nguyên một bầy ở đây luôn nè, nguyên một bầy ở đây luôn. Thảo nào nó kéo. Giờ lưới này nó ngắn nè, cho nên là cuốn nó đỡ cực á. Nhưng mà cái chỗ này là cạn nước cạn như vậy mà đi văng. Vẫn thường thường hay lấy tay lưới 4 phân văng lắm, 4 phân 3 mạng á, dạo 1m2 nó dài thòn. Mỗi lần cuốn hả, sách không có nổi luôn, nó mỏi cánh tay. Hồi nãy Mẫn thấy người ta đi câu cả nhà. Trời ơi, toàn cá lóc không luôn. Giờ này bớt mưa rồi, xe chạy cũng nhiều rồi đó. Ba đá mạc á, nó dễ bị trượt bánh lắm, chạy cẩn thận mới được. Rồi con cá này nó mạnh, cá này nó mạnh. Lai rai lai rai, cá cũng nhiều lắm nha. Có đợt Mẫn văng hai tay Mẫn cuốn mà về nhà là 7 kg mấy cá luôn cả nhà, nhiều như vậy đó. Bữa nay chắc độ tầm 2 kg ngoài.
hai cái ngoài 3 kg. Trời ơi. Bắt riết giờ thấy lộn lắm chân vậy ta. Muốn sọt cái tay vô cái nó đỡ mỏi. Đây có cá. Ủa không hả? Trời ơi, ông làng ơi, mới thấy được con cá rô đồng luôn. Ốm nhom. Ốm nhom. Về thon. Nhỏ vậy chứ kéo mạnh lắm. Đặc biệt á, con cá rô phi này á, Mẫn thấy Mẫn thích ăn thịt cá rô phi nha cả nhà. Đạp lưới này Mẫn thấy nó rất là dễ ăn, nó mềm, nó ngon á. Nhưng mà nhầm người thì cũng kêu là hôi rong á. Mẫn ăn thì thấy nó dễ. Mẫn thích ăn thịt cá rô phi hơn là cá rô đồng luôn á. Thật sự nếu mà nói thì cá rô đồng Mẫn không có ăn, Mẫn chỉ ăn cá rô phi thôi à. Khúc này là không có cá nè, khúc này là vắng que luôn, vắng tanh luôn, không có một chút gợn sóng luôn. À, bữa nay là đỡ gió hả? Lúc trước là gió dữ dằn gió luôn, bữa nay có mưa thôi chứ không có gió. Gắng kéo né nó mà nó cứ đi theo hoài. Lúc này ít rồi, ít cá. Lưới này 3,5 con nha cả nhà. Cái dấu thì hết một tay rồi đó. Ây da, nhưng thật ra thì á, nó chắc nối lung tung hết trơn. Đây, nãy giờ đoạn này mới dính được một bạn nè. Thêm một bạn nữa. Ui da, dở cái gót giò lên cái trúng cá sau lưng. Ghét không? Ít cá. Quá. Ý, hút này ít. Ở trong đây có cá lóc nhiều nha cả nhà. Nhưng mà văng lưới nó khôn lắm, nó không có dính đâu. Cá trê cũng vậy nữa. Hôm bữa Mẫn dính được 2 con cá lóc. Chứ con cá trê hay là 3 con cá lóc gì á. Là lúc đó Mẫn hên nó do người ta xiệt á. Cái nó quảng quá, nó sợ, nó chạy vô lưới. Chứ bình thường văng ở đây là toàn cá phi không à. Lúc này ít. Từ lúc mà Mẫn cầm tay lên là bắt đầu ít rồi đó. Vỏ. Rồi mình cảm giác như cái tay cái chỗ này không có cá cái mình bắt lưới nó gọn gàng hơn. Mẫn lôi nó ra. Là nãy Mẫn đi đuổi á. Cá lôi lưới vô cỏ nè.
Ô, ông làng ơi, con cá rô, cá rô đồng kìa, quá trời chưa. Ây da, trời, nó kéo vô luôn rồi nè. Không, kéo ra không được rồi. Kéo vô đó làm chi vậy trời, giờ mất công người ta nữa. Giữ thằng ôm không, kéo vô làm chi à, báo không à. Nghe nó mạnh cùi cùi luôn á. Giờ mắc cỡ ra. Dính ở đây nữa. Kéo ra kéo ra. Hết rồi, đứng ở đây kéo. Ây da. Đứng hay kéo được rồi. Ôi trời, con này vậy mà chạy khí thế luôn. Trời ơi, coi này cả nhà nhìn nè, mới nghĩ cái lưới vô con cá nó kéo cái lưới ra. Có khi nào xảy luôn không? Rồi xảy rồi, xảy con cá rồi, con cá bự xảy rồi, chứ không có im ru vậy được. Xảy rồi. Ui trời, chắc chảy máu rồi. Để Mẫn buộc lại. Hôm nay lưới của Mẫn bội thu cá nha. Hôm nay bội thu cá đó. Quá trời. Ui, đạp nữa. Ê vui. Cái ngạnh con cá rô nó đâm. Cá nè. Nhiều nha cả nhà. Nói chung là cá quá trời nhiều luôn. Ây da. Nhóc quá trời. Bây giờ thì Mẫn về nha. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn, cả nhà nhớ cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ em Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè.